Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng. Vâng, xin chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Của thủ đình cái này tôi nghe nhiều rồi mà. Tôi thì vừa rồi đi mổ tiền liệt tuyến. Vâng. À, chết đi đi mổ ruột thừa. Vâng. Hiện nay được 4 tháng rồi. Thế nhưng mà bây giờ nó trong cái và để quan hệ vợ chồng về cái tình dục lại với thì là chưa dám, chưa hiểu, chưa rõ gì. Vì là nghe nói những cái nọ thế kia rồi là quan hệ rồi là nó bục rồi nó thủng cái này cái khác. Vâng. Thế nên là hỏi em là tư vấn em là cô 3 4 tháng vợ chồng đã trở lại quan hệ được chưa? Vâng. Thì đề nghị với tư vấn đỡ tôi thế thế đâu mà. Vâng, những cái băn khoăn của anh về vấn đề sức khỏe sinh sản thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào chị. Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hôm nay tôi 39 tuổi. À thế ạ, vâng. Mổ ruột thừa là 4 tháng rồi phải không anh? Vâng ạ, 4 tháng. Ừ, hiện nay sức khỏe tốt không ạ? Sức khỏe thì tốt, ăn uống các thứ thì tốt, bình thường. Vâng, cái chỗ vết mổ có đẹp không? À, cái chỗ mổ thì lên da đẹp lắm rồi. Nhưng bây Rồi. giờ mỗi da là thỉnh thoảng nó dở dở, thấy nó cắn cắn ở bên ngoài thôi. Ừ, không sao đâu, nó vết mổ nó không giò rồi là nó không sưng, nó không đau á, thì như thế là ổn rồi. Thế anh không có gì phải ngại nữa. Thông thường thì những cái vết mổ mà sau ngoại khoa của anh mổ ruột thừa hôm đó là anh mổ nội soi hay là mổ bình thường ạ? Tôi mổ nó bị cấp tính mà mổ banh nhỉ. À, tức là vâng, có dấu hiệu sợ vỡ cho nên là hay là vỡ rồi thì người ta phải mổ banh đúng không ạ? Vâng, rất là vỡ là nó banh luôn ạ. Vâng, hiện tại thì bây giờ sức khỏe của anh tốt rồi, không có vấn đề gì, rồi là vết mổ ở bên ngoài là đẹp như vậy thì tôi nghĩ là ổn thôi. Cẩn thận thì có thể nếu có điều kiện thì anh cũng nên đi kiểm tra lại một lần ấy, mình siêu âm lại ổ bụng ấy ạ. Để xem là có vấn đề gì không. Đấy. Cho nó cẩn thận thôi chứ còn thì nó không đau, không giò, không nhức, không sốt thì anh cũng không có gì phải ngại. Riêng về cái chuyện quan hệ tình dục ấy ạ thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của anh. Nếu như mà anh cảm thấy sức khỏe bình thường, sức khỏe của mình đã hồi phục rồi, hiện tại chỗ cái vết mổ của anh thì nó cũng không có gì đáng ngại thì tôi nghĩ là anh có thể quay trở lại cái chuyện quan hệ với vợ được rồi anh ạ. Tuy nhiên thì tức là mình cũng không nên gắng sức quá ấy ạ. Tức là tóm lại là những cái mà trước đây mình hoạt động như thế nào thì bây giờ không không nên hoạt động như trạng thái ban đầu. Giảm khoảng 70%. Tức là chỉ còn khoảng 70% so với trước đây ạ. Vâng đấy, ví dụ như những cái động tác của mình, những cái lực đè của mình vân vân thì anh nó giảm bớt như tôi nói, tức là giảm bớt 30% đi, chỉ giữ lại khoảng 70% so với trước khi anh mổ ruột thừa thôi nhá. Để cho nó sau này khi mà sức khỏe nó hoàn toàn hồi phục rồi á, mình kiểm tra siêu âm lại thấy ổn rồi thì mình sẽ quay trở lại bình thường. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, ban nãy tôi có hỏi anh ấy thì mình cũng lại là mổ phanh ấy chứ không phải là mổ nội soi, cho nên là nó cũng phải cắt qua nhiều lớp cân cơ, rồi là sau khi mổ xong rồi thì mình lại phải nối lại, thì tất nhiên là những cái vết mổ đấy nó không phải như các cái vết không liền được hoàn toàn như là ban đầu. Vì thế là mình cũng phải cố gắng điều chỉnh những cái đấy của mình. Bởi vì anh cũng còn khá là trẻ, 39, 40, nếu anh có luyện tập thể thao cũng thế ạ. Tức là những cái động tác mà nó liên quan đến cơ bụng nhiều ấy, hoặc là phải gồng nhiều lên, phải cố gắng nhiều mà có thể tạo cái lực cho cơ bụng nhiều thì mình cũng nên hạn chế ạ. Hoặc là phải giảm dần cái đấy đi để cho sau đó thì mình sẽ tăng dần lên và tăng mỗi lần một chút để cho nó phù hợp với cả cái sức khỏe của mình là tốt nhất anh nhé. Vâng. Vâng. Chứ còn chuyện kia thì không cần phải kiêng hoàn toàn đâu ạ. Nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Ừ, Nhưng rồi. từ rồi.